Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép được cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Hyundai Santa Fe cho tất cả các phiên bản của máy dầu nhá. Còn máy xăng thì em sẽ làm một video khác ạ. Vậy thì chiếc tất cả phiên bản của máy dầu này gồm các phiên bản gì ạ? Đó chính là phiên bản cao cấp này và là bản cao nhất ạ. Và đến giữa nó là bản đặc biệt và bản thấp nhất là bản tiêu chuẩn ạ. Và em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí ăn bánh cho anh em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổng chi phí ăn bánh đang là bao nhiêu khi được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ? Hiện tại như bây giờ thì đa số còn là bao nhiêu ạ? Thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách rất là chi tiết và cụ thể để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất, để mình có mua được chiếc xe này không hay là mình cần phải mua bản cao cấp hơn. Thì em xin phép được đi vào giới thiệu cho anh em vào bản chi tiết đầu tiên nhá. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp ạ. Với giá limit chiếc xe này với giá đang là 1.245.000.000 ạ. Vậy thì đại lý chúng em bây giờ đang bán cho anh em với giá là bao nhiêu ạ? Đại lý chúng em bây giờ đang bán cho anh em với giá đang là 1.222.000.000 ạ. Đó. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình ạ, để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp sản xuất 2020 này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là bao nhiêu ạ? Lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 1.336.000.000 nhá. Đối với trả thẳng đấy ạ, còn đối với trả góp thì đang là 359.000.000 ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1.289.000.000 đối với trả thẳng ạ. Còn trả góp thì đang là 328.000.000 nhá. Đấy. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 1.307.000.000 ạ đối với trả thẳng ạ. Trả góp thì đang là 1.346.000.000 ạ. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là ở Hà Nội thuế sẽ là 12%, hỗ trợ xuống là còn 6% ạ. Và biển số sẽ là 20.000.000 nhá. Còn ở tỉnh thuế ra là 10%, hỗ trợ xuống là 5% ạ. Và biển số nó dao động từ 200.000 đến 2 triệu cho đến 2 triệu nhá. Em tạm tính trong đấy nó là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, biển số sẽ là 20 triệu ạ. Còn thuế trước bạ thì là 10%, hỗ trợ xuống là 5% nhá. Dẫn đến sự khác biệt giữa anh em ở Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh nó là như vậy ạ. Đó. Còn các cái chi phí đối với anh em trả góp nhá. Thì em đã tính cho anh em vì khi mà anh em vay được 80% giá trị của xe đấy ạ. Còn một số ngân hàng có thể vay anh em được 80 hoặc 90%. Nhưng mà đấy chỉ là một vài ngân hàng thôi nhá, không phải là đa số các ngân hàng. Còn đa số các ngân hàng họ sẽ cho vay anh em là được 80% ạ. Thì em sẽ tính luôn cho anh em tổng chi phí lăn bánh khi mà anh em trả góp hỗ trợ 80% thì đang là bao nhiêu ạ. Cũng như là đối với trả góp thì bắt buộc phải mua 1 năm bảo hiểm thân vỏ, thì em đã cộng chi phí bảo hiểm thân vỏ vào trong đấy rồi ạ. Còn anh em trả thẳng thì em chưa tính bảo hiểm thân vỏ vào trong đấy nhá. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ đó chính là bảo hiểm tự nguyện ạ. Anh em còn muốn mua hay không mua thì phụ thuộc vào anh em thôi ạ. Đấy. Còn một số các chi phí mà em đã tính vào đó chính là thuế trước bạ này, biển số này, phí đăng ký này, đăng kiểm này, phí bảo trì đường bộ này và bảo hiểm trách nhiệm dân sự nhá. Đấy. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản đặc biệt sản xuất 2020 ạ. Phiên bản này thì đại lý chúng em vẫn còn 2019 nhá. Thì hiện tại bây giờ em sẽ tính cho anh em chỉ về xe 2020 thôi ạ. Còn 2019 thì anh em hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình. Giá bán bây giờ đang là bao nhiêu và cũng như là tổng chi phí lăn bánh cho anh em đang là bao nhiêu ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản đặc biệt này đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 1.177.000.000 đối với xe sản xuất 2020 ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản đặc biệt này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là bao nhiêu ạ? Lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 1.271.000.000 đối với trả thẳng ạ. Còn trả góp đang là 346.000.000 nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 1.241.000.000 đối với trả thẳng ạ. Còn trả góp thì đang là 316.000.000 ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.259.000.000 ạ. Đối với trả thẳng ạ, còn trả góp thì đang là 334.000.000 nhá. Dẫn đến là các chi phí như này. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn sản xuất 2020 nhá. Vậy thì chiếc xe này đại lý chúng em bây giờ đang bán cho anh em với giá là bao nhiêu ạ? Đại lý hiện tại bây giờ đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 1.040.000.000 ạ. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình nhá. Cam kết là anh em giá lúc nào sẽ là tốt nhất thị trường ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là bao nhiêu ạ? Lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 1.126.000.000 ạ. Đối với trả thẳng ạ. Còn trả góp thì đang là 308.000.000 nhá.
Còn ở tỉnh đang là 1 tỷ 097 triệu đối với trả thẳng ạ. Còn trả góp đang là 280 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 115 triệu với trả thẳng ạ. Trả góp thì đang là 298 triệu nha. Đấy, thì hôm nay em đã giới thiệu cho anh em toàn bộ về các dòng xe của Hyundai Santa Fe, máy dầu, cho các phiên bản là bản cao cấp này, bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn ạ. Cũng như em đã tính luôn cho anh em về tổng chi phí lăn bánh cho anh em ở Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh, và cho anh em mua trả thẳng và trả góp đang là bao nhiêu ạ. Đấy. Thì hôm nay em xin phép em dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em một cách liên tục cho tất cả các dòng xe của Hyundai, từ i10 này, Accent này, Elantra, Kona và Kona Tucson và Santa Fe ạ. Cũng như các hãng xe khác như là Toyota này, Kia này, Honda này, Nissan này, Mitsubishi này, VinFast này, và rất nhiều hãng xe khác nhau nữa nhé. Thì anh em có thấy hay hãy bấm đăng ký kênh của em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn anh em.